Đến trưa ngày 11 tháng 10, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực mở đường cát qua điểm sạt lở để tiếp cận hiện trường khu nhà tổ trực máy phát điện của nhà máy thủy điện Cà Tinh thuộc xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Hai máy đào được huy động mở đường để tìm kiếm một công nhân mất tích trong vụ sạt lở. Theo ghi nhận, tại hiện trường trời vẫn còn mưa như trút nước, hàng chục cán bộ chiến sĩ vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm, xử lý vụ sạt lở. Có mặt từ sáng sớm, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các đơn vị liên quan báo cáo tình hình, thông tin và phương án tiếp cận khắc phục vụ sạt lở. Qua đánh giá hiện trường, ông Minh chỉ đạo các đơn vị chức năng sử dụng các phương tiện cơ giới chuyên dụng để mở đường tiếp cận sâu vào trong để tìm kiếm công nhân nghi bị đất đá vùi lấp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị trên hết cần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu nạn vì hiện trường sạt lở có yếu tố phức tạp, nguy cơ mất an toàn rất cao. Theo đánh giá, vụ sạt lở có quy mô lớn, khu nhà tổ trực máy phát điện của thủy điện Cà Tinh nằm bên suối bị đất đá vùi lấp một phần nên nhiều hạng mục bị hư hỏng, gãy nát. Tại hiện trường, nhiều công trình hạng mục, phương tiện phục vụ khai thác thủy điện bị đất đá sạt vùi lấp, hư hại hoàn toàn. Theo lãnh đạo địa phương, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức thiệt hại về người. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, khoảng 18 giờ 20 phút tối ngày 10 tháng 10, khu vực thủy điện Cà Tinh xảy ra vụ sạt lở núi nghiêm trọng, vùi lấp một phần khu nhà tổ trực máy phát điện. Thời điểm xảy ra vụ sạt lở, tại khu nhà này có một công nhân tên HNN, người phụ trách tổ máy trực, đang đi kiểm tra. Công nhân N đã làm việc ở thủy điện này khoảng 3 năm. Sau vụ sạt lở, lực lượng chức năng và phía nhà máy thủy điện vẫn không liên hệ được với anh N.